Gần 1/3 những doanh nghiệp tại Việt Nam phải hối lộ nhà chức trách khi nộp thuế, theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Cuộc khảo sát đầu tiên thuộc loại này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, khảo sát 2.542 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trong cả nước, trong đó có những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các công ty nước ngoài. Đài Channels News Asia của Singapore dẫn số liệu của cuộc khảo sát này cho biết 32% trong số những doanh nghiệp được khảo sát nói rằng họ phải trả những chi phí không chính thức cho giới chức thuế và 40% tin rằng họ sẽ bị phân biệt đối xử nếu họ không làm như vậy và họ có thể bị yêu cầu nộp hồ sơ bổ sung hoặc bị gia hạn những thủ tục về thuế khóa. Phòng Thương mại cho biết phát hiện này chỉ ra một thực tế kinh doanh tại Việt Nam vì cuộc khảo sát chỉ bao gồm những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tỷ lệ tham nhũng trong nền kinh tế tổng thể có thể còn cao hơn. Trả lời phỏng vấn của Channel News Asia, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của Phòng Thương mại, cho biết. Cái việc chi trả chi phí không chính thức cũng không phải là vấn đề hiếm hoi ở Việt Nam. Nó tương đối phổ biến ở nhiều lĩnh vực, vấn đề về đất đai, vấn đề về những giấy phép. Việt Nam còn có 1.6 triệu cái hộ kinh doanh cá thể kinh doanh cũng nộp thuế, hay là có nhiều cá nhân nộp thuế và lệ phí khác thì cũng lên đến hàng triệu thì chưa nằm trong diện điều tra này. Cuộc khảo sát được thực hiện trong khi Việt Nam đang tiến hành cải cách quản lý thuế của mình trong một nỗ lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh nền kinh tế bằng cách loại bỏ những trở ngại cho hoạt động kinh doanh. Đầu năm nay, Bộ Tài chính đã giới thiệu một loạt những biện pháp để giảm mạnh khoảng thời gian mà các doanh nghiệp dành cho những hoạt động liên quan đến thuế bằng cách đưa những thủ tục thuế lên mạng. Mục tiêu nhắm tới là 95% doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế qua đường điện tử. Một hệ thống thuế điện tử cũng sẽ giảm số lần tiếp xúc trực tiếp với giới chức thuế, nơi mà doanh nghiệp có thể đưa tiền hối lộ.